Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính trên thưa sư phụ, tăng đoàn chùa Giác Ngộ trong ban giáo thọ và quyên tử về tham dự khóa 17 lớp Bát Chánh Đạo căn bản. Hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2023. Quyên tử đang hiện diện tại chùa Giác Ngộ để tiếp tục học các bài tiếp theo trong lớp Bát Chánh Đạo. Nhưng những bài trước là mình học để mình thực hành, nó có từ bi, có lòng từ bi, rồi các cái nguyện ước để mình thực hiện. Hôm nay mình sẽ đi vào cái ứng dụng thực tế hơn. Thì đối với những ai mà đi theo Phật giáo, hoặc là ngay cả mà ở dân gian cũng vậy, cũng phải, người ta cũng muốn biết cái cách là thờ Phật như thế nào, rồi lạy Phật, rồi cúng Phật, để người ta cúng ông bà tổ tiên rồi đó. Cái đó là truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt. Hôm nay quý vị sẽ được tìm hiểu về các cái cách thờ Phật, lạy Phật và cúng Phật. Thì đây là cái gọi là cái truyền thống gọi là uống nước nhớ nguồn. Các cái tôn giáo nào cũng vậy thôi, cũng phải có cái thờ cái vị giáo chủ của mình, rồi các vị có công với lại đất nước, các anh hùng dân tộc, cùng để tỏ lòng tri ơn. Nên ta hay thờ và kính trọng, kính lễ. Và cái phần cúng kiến thì mỗi miền, mỗi cái đất nước, cái phong tục tập quán thì có cách cúng khác nhau. Phật giáo cũng vậy, Phật giáo thì cũng có cái nhiều hình thức cúng. Mình xét về theo cái phong tục của Việt Nam mình, những ngày Tết, những ngày giỗ, nhất là những ngày như gọi là lễ Phật đản như bây giờ, thì mình sẽ thờ Phật như thế nào. Trước tiên mình sẽ đi vào cái thờ Phật trước. Thờ Phật này cái thời Ấn Độ thì không có. Đa số là cái cây Bồ Đề, đó là tượng trưng cho Đức Phật, đó là thờ cây Bồ Đề. Nhất là các cái Phật giáo năm truyền. Còn qua các cái nước, các nước nhất là nước phát triển, Phật giáo phát triển thì thích thờ lắm, thích thờ Phật. Như là ngay cả Việt Nam mình đó, thờ rất là nhiều vị Phật, vị Bồ Tát. Rồi mỗi cái nước nó lại có một cái tượng khác nữa. Ví dụ như là ở Nhật Bản đây không, thì thờ cái tượng theo cái khuôn mặt khác, rồi Đức mình thờ khuôn mặt khác, đó là tùy theo cái văn hóa và hình dung đó, cái hình dung cái tướng mạo đó. Thì mình biết là Đức Phật là có là 32 tướng và 80 vẻ đẹp. Nên khó có cái tìm được cái tượng nào đó, có tượng nào mà đúng được gì lắm đó. Nên mình phải chấp nhận thôi. Phải chấp nhận là cái tượng của mình đó. Cái điều quan trọng đây là cái lòng thành của mình thôi đó. Tượng nào cũng được đó, nghĩa là cái tượng trang nghiêm, đẹp đó, mình thờ.
Rồi cái tiếp theo là mình hỏi là thờ Phật, tại sao phải là thờ Phật đó. Trước tiên mình đặt ra câu hỏi thì đã nói như mới đầu đã nói, thì các tôn giáo khác thì đạo Phật mình cũng vậy thôi. Trước tiên là để tỏ lòng tôn kính, đúng không? Tôn kính Đức Phật hay là những cái vị thánh hiền hay những cái vị lớn mình phải tôn kính đó. cái này là điều tất nhiên rồi. Yếu tố thứ hai mới quan trọng đó là cái tri ân đó. Tri ân là gọi là cái tấm lòng hoàng của những con người lương thiện, lúc nào cũng tri ân các bậc hiền nhân trong cái tôn giáo cũng vậy. Họ tôn họ coi như là kính trọng và coi như tri ân những cái vị giáo chủ lập ra cái tôn giáo của mình. Thì Phật tử thì cũng không ngoài những cái việc đó, không ngoài những cái tôn giáo đó. Nhưng mà thầy đã nói trong các cái buổi rồi, đạo Phật mình sắp vô tôn giáo là nó cũng khó. Ví dụ quý vị đạo chúa thì người ta đâu có gọi là tri ân Đức Phật không? Thì người ta đâu học giáo lý, tao biết Đức Phật là đạo Phật, tao không học ví dụ vậy. Vì Đức Phật là bậc hiền triết á, bậc hiền triết. Không có tôn giáo thì có thể là mọi người có thể là học được chân lý của Đức Phật. Nên là cái mà tỏ lòng tri ân của người con Phật nên chúng ta phải thờ Đức Phật. Đó là cái ý nghĩa của thờ Phật. Còn thờ Phật như thế nào đó, thờ Phật gì đó. Thôi quý vị ở nhà thờ Phật gì? Phật Phụng Bổn Sư phải không? Rồi có thêm Bồ Tát Quan Âm nữa đúng không? Thì tôi thấy mấy vị không phải đạo Phật cũng thờ Bồ Tát Quan Âm nữa. Như nhà thầy hồi trước chưa quy y cũng có Bồ Tát Quan Âm. Cũng thờ Bồ Tát Quan Âm. Rồi sau này quy y rồi thì thờ thêm Đức Phật Bổn Sư. Đó là mình nói thờ Đức Phật Bổn Sư là chính. Từ mình học mình đạo Phật mà thì đương nhiên giáo chủ là mình là Phật Thích Ca thì mình phải thờ Phật Thích Ca thôi, không thờ Phật khác nha. Bồ Tát Quan Âm thì đương nhiên rồi, cái đó là văn hóa rồi, văn hóa của người nữ đó, người nữ cái sự gia hộ. Nên mình thờ thêm Bồ Tát Quan Âm là hai vị đó là đủ rồi. Cái là cái nói về thờ Phật nào thì mình thờ thờ Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và mấy cái ngày này mình có thể đem tượng đản sinh ra, mấy ngày đản sinh nè, mình đem tượng đó ra mình thờ cũng được nữa. Còn Phật Di Lặc hay mấy ngày Tết thì nói về Phật Di Lặc, vui xuân Di Lặc. Còn mấy ngày này thì mình đem Phật đản sinh đó. Đó, bây giờ mình cũng bắt chước mình tắm vậy đó, để vô cái ao cái lọ sen, cái giống như ở chùa đó, cái lá sen bằng sành đó, đó mình tắm là cũng được. Hoặc mình làm thêm cái vườn lâm tỳ ni ở nhà cũng được, nó làm nhỏ nhỏ. Qua lễ mình cất vô chứ đừng để hoài nó không đúng. Đó, như thờ Phật cũng tùy thời điểm nữa không. Như chùa bình thường mình đâu thấy cái tượng Phật đản sanh. Tới mấy ngày này phải đem ra trưng bày lên. Và nói là mình hỏi cái đây là thờ Phật nào thì đã giải thích cho quý vị biết là mình thờ Phật Bổn Sư. Còn cách thờ chút mình sẽ tiếp theo. Như chùa mình là thờ Phật Bổn Sư đó. Nhưng mà giờ cái ở nhà mình nói là mình thờ Phật giống chùa được không? Thì cũng được, mình xin thưa là cũng được đó. Để mình càng tốt nữa, nó cũng
cũng được rồi, mình nói càng tốt nữa. Để mình nhìn chánh chánh điện, cái bàn thờ của mình liên tưởng tới chánh điện của chùa rồi cũng rất là tốt. Đó. Có cái gì nhà ta cũng thờ vậy đó, cũng thờ ở giữa Đức Phật Bổn Sư ở trên là tới Đức Phật Di Lặc. Có cái gì ta thờ vào bên trái Bồ Tát Quan Âm. Đó. Còn chùa mình thì thờ theo ba cái ấn. Ba cái ấn đó thì như cũng nói luôn cái trong cái bài này luôn. Ví dụ ở giữa là ấn thiền định ai cũng biết rồi. Đây là tư thế thì là đa số các cái tượng đều là làm bằng cái tượng là trang cái trước tác theo cái tượng này đó, coi như là tạo theo cái cách là tạo theo tượng này rồi. Thiền định là biết không? Rồi cái tượng mà quý vị thấy mà bắt ấn hai tay á, hai tay bắt ấn lên đó. Biết rồi, hình dung đi đó, trên điện mình có đó, hai tay bắt hai ấn là chuyển pháp luân đó, cái tượng là chuyển pháp luân đó. Chuyển pháp luân thì quý vị học rồi, chuyển pháp luân là giảng nói Phật pháp đó. Nói như quý vị có hai việc, nhất là mình tọa thiền, thì thứ hai là mình học Phật pháp, sau rồi mình chia sẻ kinh nghiệm Phật pháp, cũng là cái chuyển pháp luân đó. Nhưng mà cái tầm của mình thì chuyển pháp luân coi như là cái phần coi như là không có gọi là ít đâu. Kinh nghiệm đời sống mình chia sẻ thôi. Còn như tới Đức Phật thì nào mình lên Đức Phật mình mới chuyển pháp luân coi như là đúng cái ý nghĩa của trong tứ đế. Rồi còn cái ấn nữa là cái ấn địa xúc đó. Địa xúc có người nói xúc địa xúc thì cái nào cũng được, nhưng mà biết cái chữ xúc, xúc là tiếp xúc đó. Còn địa là đất là biết không, tiếp xúc đó. Thì đây cũng có một chuyện là để chứng minh cho các công hạnh ba la mật của Đức Phật đã thành tựu công hạnh ba la mật. Cái thứ nhất, còn cái thứ hai người ta cũng gọi là ấn hàng ma nữa. Đó. Lúc đó là mình coi phim đó, cái đoạn này là hay nhất nữa. Hoa Dương hiện ra, Hoa Dương hiện ra hỏi ai là làm chứng cho ông là ông đã chứng thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì Đức Phật mới chỉ cho đất, rồi Đức Phật mới là ấn tay xuống đất, đất rung chuyển. Đó. Cũng gọi là ấn hàng ma đó. Còn thường mình nhớ ấn xúc địa đi cho dễ. Xúc là tiếp xúc, địa là xúc địa rồi. Đó. Rồi Đức Phật bắt đầu tiếp xúc với lại quả địa cầu này. Đó. Trước tiên là cảnh báo là cho là mọi người biết đó. Xong rồi đầu bước xuống ở bên mà Bồ Đề Đạo Tràng có cái đá mà còn cái bàn chân Đức Phật á. Đó. Ta hay đến đó là người ta để cái đầu người ta lên, để cái đầu hay là người ta để hoa vô. Đó là cái bước chân, là tượng trưng cho bước chân lần đầu tiên của Đức Phật đã tiếp xúc quả địa cầu. Đức Phật đã cái như là truyền bá chân lý rồi. Rồi đó là mà cái tượng Phật, ba cái ấn của tượng Phật. Ở nhà thích mình tạo gì cũng được. À, như tượng Phật thì mấy tượng đó hồi đó thầy cũng đổ đó. Nó bằng composite. Nó cũng là loại nhựa nhưng mà nó gọi là nhựa cao cấp đó. Nó lỏng, nó giống như keo hồ. Mình có khung sẵn à. Tụi mình làm, họ làm không có được khung. Đó, người ta đưa khung cho mình, rồi mình lấy cái đó mình đổ vô cũng đơn giản à. Đổ vô xong rồi mình lấy ra. Đó, có vậy thôi à. Rồi cái việc mà si thì cũng có cái công ty si rồi. Rồi mình thấy cũng nhẹ nhàng đúng không? Cũng là không có gì mà để mà bắt mình làm nó dùng cái gọi là cái kỹ năng của mình nhiều quá. Nhưng người làm khung mới khó, rồi si vô mới khó. Nên thầy cũng hồi đó cũng nhận đâu cũng
mấy ngàn tượng, lâu quá cũng quên. Như chùa mình là 5.000 đúng không, còn các chùa khác nữa nha, các chùa khác với mấy cái nhà khác cũng cũng muốn có cái tượng rồi, rồi thầy cũng làm thêm đó. Thích thì làm, thì cũng đơn giản mà, đổ vô rồi chờ nó nguội rồi lấy ra thôi đó. Nhưng mà cẩn thận nha, coi chừng nó không vô được mấy cái tay cái ấn đó, đó. Mấy cái tượng nhỏ nhỏ mà trên trên chánh điện đó, đó. Mà mình không có cẩn thận là mất cái ngón tay, tạo tượng mà mất ngón tay sau này là coi chừng ngón tay mình, nó mình nhìn lại ngón tay của mình khó lắm, cái người tạo tượng khó. Như cái này cũng có cái câu, cái này nói thêm thôi chứ nó đúng giờ nó biết cho nó vui thôi, là cái trong kinh mà tạo tượng công đức á đó, đó, là do vô ưu điện á, vô ưu điện cũng nhớ Đức Phật quá không biết sao rồi, đến mới là hỏi cái vị đại thần, có vị này là nói tạo cái hình Đức Phật đó, tạo ra cái hình Đức Phật thì này không ai dám tạo đó. Mấy cái nghệ nhân bây giờ là không có dám, tự nói rồi Đức Phật 32 tướng với 80 vẻ đẹp không ai dám tạo, nếu tạo sai cái là nguy hiểm lắm, là tội lỗi nữa đó. Rồi mai có cái gì là vị thiên đó, vị thiên trên trời hứa là sẽ tạo cho ông, nhưng mà không có đúng hết 32 tướng nha, nó chỉ vài tướng cho ông bi cho cái gọi là cái tượng vậy thôi. Rồi sau này cái đâu tạo tượng, tạo ra được cái tượng đó. Và lúc mà Đức Phật đi lên thuyết pháp trên cung trời thuyết pháp cho thánh mẫu đó, đó, thuyết vi diệu pháp đó. Ở đây cũng có nhiều người tưởng nhớ. Rồi cái Bồ Đề nữa, ví dụ ở đó ở tỉnh Sát Kỳ Viên á, đó, mấy vị cư sĩ hay là mấy đệ tử Phật cũng nhớ Phật quá, rồi nên trồng cái Bồ Đề đó, trồng cái Bồ Đề để mỗi lần nhớ nhớ Phật cái ra nhìn cái Bồ Đề cho đỡ nhớ đó. Đó là cái nói về cái tượng Phật, nói thêm cái tượng Phật ở trong cái kinh Tạo Tượng Công Đức. Còn mình cái đó là cách thờ Phật, mình đi tính sẽ đến cái phần sau là cái cách thờ Phật. Vậy là mình chốt lại là cái thờ Phật bốn sư nha, có thêm Phật Di Lặc để du sư càng tốt, còn có Phật không có Phật Di Lặc cũng không sao đó. Còn Bồ Tát Quan Âm thì cũng được, cũng tốt đó. Nhưng mà chánh là phải có Phật bốn sư. Ở đây nhà thờ bốn sư hết chưa? Nếu ai chưa có thì tặng cho một cái tượng, chút bữa sau thầy tặng tượng. Tượng thầy tặng đi, nhưng không phải lấy cái tượng này tượng này của lớp hồi Tết với Thư Pháp đó, đó. Với Thư Pháp thầy cũng tặng mấy cái tượng bổn sư nhiều lắm, Bồ Tát Quan cũng có đó. Như để mình để đây mình viết Thư Pháp để có cái nhìn Đức Phật trên có cái sự là định tâm đó. Thì quý vị ta thích ta thỉnh thì thôi tặng đó. Rồi tới cái cách mà gọi là thờ Phật, rồi thờ Phật nào là thờ Phật bốn sư đó, chốt lại vậy. Với trong mà lúc quý vị quy y là không thờ quy Phật, là không thờ tà thần quý vật phải không? Tà thần cũng như tà thần, mà chánh thần cũng được thờ nữa. Đừng nói tà thần. Đây có ai thờ Quan Công không? Có ai thờ Quan Công thì đem lên cho thầy nha. Cho thầy. Rồi gì nữa? Quan Công mẹ sanh bài độ gì quyền cái gì Lê Sơn Thánh Mẫu có không? Có hả? Đem lên luôn. Đợt này là thầy khuyến khích là đem mấy cái tượng đó lên trả lại hết, chỉ thờ bổn sư thôi. Là mình hứa rồi, quy Phật là không thờ tà thần quỷ vật. Ông Địa có thờ không? Nếu mà ông địa mà có thờ thì thầy cũng phải lấy lại luôn. Đó. Còn mấy thầy tới nhà thì thầy cho ông địa của quý vị dán chịu.
đâu được thờ ông địa, ông thần tài đúng không? Còn đem lên thầy làm gì? Đem lên hồi đập bỏ thôi cái gì đó. Còn mấy vị nhưng mà mấy vị mà như qua thánh quan công thì thôi mình đưa vô mấy cái miếu gì cho người ta làm gì ta làm đó. Từ từ người ta có cách ta xử lý đó mình hả, chút bây giờ mình đi vào cái cách xử lý về tượng Phật sau đó. Bây giờ chốt lại là không có thờ mấy cái vị thánh ở nhà nha, như thờ thánh dẫn đạo được đó. Thờ Bác Hồ mà đâu ai thờ Bác Hồ treo chảnh, treo ảnh Bác Hồ được đó. Chứ không được treo mấy cái ảnh mà của mấy vị gì Bác Tiên, có ai treo Bác Tiên không? Không được treo luôn nha đó. Vì khi có mấy bình cổ đồ đó có hình Bác Tiên không nhận ra, tưởng cái đó là của Phật giáo là cũng kẹt đó, không có chơi cái đó. Chơi nếu mà gốm sứ thì có cũng nhiều loại của mình, có gì gốm sứ của Đông Sơn gì đó, đó mấy cái đó đó, Bát Tràng đó, gốm sứ Bát Tràng mình chơi cái đó, chứ đừng chơi mấy cái mà có hình Bát Tiên rồi có mấy cái rồng gì của lã quắc đâu. Trong khi rồng thầy Lý thầy Trần mình chưa biết đó, mình phải xem lại trong cái những cái mà gốm sành sứ đó mình trưng bày để ta nhìn vô, là như thầy nhìn vô thầy biết quý vị là cái am tường cái Phật pháp tới đâu là qua cách mà trưng bày thôi. Chứ phải quý vị thờ nhiều là thầy thấy là thầy nói là quý vị này vợ là giỏi đâu, chưa hẳn đó. Một qua cái cách đó, qua cách trang trí đó, như thế nào sử dụng như thế nào đó, rồi coi như là cái phần thờ Phật đó, thờ Phật cách thờ đó. Vì đã nói cách thờ như thì giờ thờ Phật thì giờ có người ta nói gì, giờ thờ Phật ở nhà quý vị thờ Phật đứng hay Phật ngồi? Phật đứng hả? Phật nằm luôn hả? Phật nằm hay sướng đó, Phật ngồi? Phật ngồi thì khỏe. Còn có người ta nói Phật đứng, thờ Phật đứng nó cực lắm. Còn người nói thôi giờ vậy thỉnh Phật nằm về thờ đó, cho nó sướng. Có người quan niệm gì đó, giờ đóng cái khung cho không bụi á, ta kêu lấy cái khung đó ra để thôi Phật bị ngọt đó, với lại Phật không có đi độ sanh được đó. Có người ta nói vậy mà thực tế có nha. Ở hồi đó hồi nhỏ thì nghe mấy cái gì ở nhà ta vậy đó. Rồi cái này là để nói nó là nói chung là đứng ngồi nằm gì cũng được đó, miễn sao là nó hợp lý thôi. Như đảng sanh đúng không, đảng sanh thì thờ Phật đứng đúng rồi, Phật đứng nó là mình thờ đó, là cái nói về cái cách thờ Phật đó. Rồi thờ Phật như thế nào mình nhìn vô cho nó dễ thấy không, mình dễ thấy mới được. Chứ giờ bây giờ nhà mình có lầu đi, ví dụ là mình thấy chùa Giác Ngộ 7 lầu mình về cũng cắt 7 lầu đó, như ở nhà mình có 7 lầu vậy đó, mình đem Đức Phật ở lên lầu 7 mình thờ tới mấy từ dưới mình đi trên mình dẫm không, mình nghĩ vậy. Như chánh điện thì mình ngồi là ngồi trên chánh điện nè đó, rồi mình nghĩ vậy là nó chưa đúng đó. Vì sao mà mình thờ ở đâu mình hay tới mình chiêm ngưỡng được Đức Phật đó là tốt không? Thậm chí giờ mình thờ mình để trên bàn gì cũng được nữa đó, để bàn để mình dễ thấy, không có gì mà phải bất kính. Đó là cách thờ Phật. Còn chính là cái bàn thờ của mình đó, là nó tương đương với chánh điện, nó quan trọng lắm, nó quyết định cho cái gọi là cái phong thủy của nhà mình đó, nó phong thủy thì chịu chứ phải nó gọi là nó có cái nhìn vô nó trang nghiêm không, nó sạch sẽ đó, nó thoáng mát, nên không phải thờ nhiều quá. Nhiều cái gì thỉnh ví dụ nhà có ba Phật như ba ứng đúng không, giờ thỉnh thêm Bồ Tát Quan Âm, thỉnh Phật Di Lạc, rồi đó mấy cái vị thần này nọ nữa thờ chắc trên đó, giống như là bán cái gì kêu là phòng phát hành vậy đó, đó nó đủ thứ đó, là trên đó là không đơn giản thôi, chỉ để tượng Phật thôi.
Rồi cái đến là những cái vật dụng như là thường đốt nhang sau để trên bàn thờ đúng không? Rồi những cái gì sách kinh thì không nói rồi, nhưng mà để thêm vô đi ngang gì đó, hay là thậm chí mà uống ly nước rồi cái quên để ở bàn thờ, rất là tội chết đó, đó là mình không có tôn kính. Đồng ý là đã dễ thấy là mình ấy thôi đó, nhưng mà mình phải biết cái này là cái nơi tôn kính đó, mình không không có để cái gì lên đó, để cho phải lau chùi mỗi ngày. Tự nhìn vô cái bàn thờ mình đó là người ta đánh giá được cái tâm mình, cái tâm mình sạch sẽ hay cái tâm mình thanh tịnh như thế nào, nhìn lên cái bàn thờ trước tiên. Đó là nói về cái qua cái cách cách thờ Phật. Thờ Phật để cho mình dễ dễ chiêm ngưỡng, dễ chiêm ngưỡng. Qua cái đó để chi? Mình thấy được cái đức tính từ bi của Đức Phật. Đó. Mình khơi được cái đức tính từ bi của mình lên. Đó. Còn mình thờ như mấy vị mà như ông gì ông thiện ông ác đó. Đó. Đồng ý là ông đó mà mình nhìn vô mấy ông đó hoài cái mặt mình cũng hung dữ. Nếu quý vị thấy mà đi chùa thì cũng có người dữ đúng không? Đó như là hộ pháp đó. Hộ pháp cũng có người hiền người dữ đó. Mình cũng tránh mấy cái dữ đi, tránh cái phần hung dữ đi nè, chỉ chiêm ngưỡng Đức Phật để có được cái đức tính từ bi đó, coi được đức tính từ bi. Hơn nữa là mình thấy nó gần gũi với Phật đó. Mình thấy nó được sự gần gũi đó. Có sự là trao truyền cái kết nối đó, mình với Phật có sự kết nối. Cái này khó nói, này trong tâm linh nó khó nói. Dù người mẹ với người con đi, người con ở xa đi, nhưng mà có cái gì á thì người mẹ cũng cảm nhận được. Đó. Cái này là trong cái gọi là siêu hình đó, mình không không có giải thích được, khoa học không giải thích được, mà nó có. Đó. Mình nhớ người nào đi, ví dụ gì nhớ người bạn nào hay là nhớ ai đi, thì tự nhiên cái người đó là cũng nhớ mình rồi. Đó. Cái này mà mấy cái gì ta kêu thần giao cách cảm gì đó, cái này cũng không có cách cảm gì đó, nhưng mà cái này gọi là cái kết nối tâm linh, khoa học cũng chứng minh rồi. Vì khi có là giác quan thứ sáu gì đó. Đó. Rồi để mà mình có cảm nhận được sự gần gũi Đức Phật đó, là cái ý nghĩa chính để mình noi gương theo Đức Phật, noi theo cái hạnh lành của Đức Phật đó. Mình dấn thân phụng sự cho gia đình cộng đồng xã hội. Đó là cái cách thờ, còn nhiều nữa nha. Cách thờ còn nhiều cái khác nữa rồi. Qua lại cái tiếp theo là cái lễ Phật đi. Chú có gì có thể hỏi đó thì hỏi gì thì có cái để thời gian chú gì hỏi. Đó, cũng có cái ấy rồi. À. Này, mấy cô này muốn hỏi thì chút nữa thì để thời gian. Rồi tới lễ Phật à, tại sao mình phải lễ Phật thì biết rồi đúng không? À, lễ Phật tại sao thì cũng mình cũng để tỏ lòng tôn kính à, lòng tôn kính Đức Phật mình lễ. Thì thường thấy như gặp hồi đó hồi nhỏ mình gặp thầy cô giáo mình chào đúng không? Gặp người lớn mình chào rồi mình lễ, mình kính lễ. Còn ở ở Ấn Độ thì cái phong tục của người ta là lấy như cái để lên trán rồi đặt vô cái chân như vậy hay là người ta dịnh vô cái chân đó. Coi mấy phim mà Ấn Độ người ta dịnh vô cái chân còn này nói cái lễ là Ấn Độ người ta lễ là người ta lủi luôn rồi. Người ta nằm dài xuống đất luôn đó, nằm dài được. Còn mình lễ thì phải mình ở đây mình lễ thì thường mình lễ năm vóc sắc đức thôi. Đó, lễ năm vóc sắc đức đó, cái là rồi lễ bao nhiêu cái nữa. Thường mình lễ quá trời lễ luôn. Dù ở ở chùa có bao nhiêu thờ bao nhiêu vị là mình phải lại lại chứ, mình nói tiếng lại lại cứ lại hết cái vị này xong rồi qua mình lại tới hộ pháp luôn đó, giờ xuống tổ mình lại nữa. Vậy dù mà có bao nhiêu vị tổ mình lại 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 hết vậy đó.
đó mình chưa chưa hiểu ý nghĩa của lễ lại Phật. Hôm nay đúng không? Mình chỉ cần lễ một vị Phật thôi là mình lễ tất cả các vị Phật khác. Đó. Ở giống về chánh điện á, có cũng khoảng 5.000 vị, quý vị lại nổi hết mấy vị đó không? Đó, đâu thể lại không? Mình chỉ lại một vị Phật thôi. Đó là Phật Bổn Sư. Rồi mình lại một vị Phật và ba lại là được rồi. Đó. Ba lại thôi. Thống nhất vậy đi đó. Hồi xưa mấy vị thầy cũng chỉ vậy là cũng có ý nghĩa đúng không? Lại vị Phật thứ nhất là thường thường mình vô mình đảnh lễ Tam Bảo là vô. Nhất là đảnh lễ Phật, đảnh lễ Pháp, đảnh lễ Tăng thì ba lại mình cứ lại vậy. Còn một lại vẫn được. Ai muốn một lại vậy vẫn được. Nhưng mà phải phải cho nó sát xuống nha. Sát xuống chứ được. Chứ đừng có chổng cái mông lên quá nhìn nó kỳ. Cái gì ngoài thì tao biết thôi. Xong lại xong xá nhẹ thôi chứ đừng có mà xá liên tục. Có gì xá đông, xá tây luôn, xá đủ thứ hết. Nó giống như gà mổ lúa làm vậy là không được. Rồi. Còn các như các phương pháp để lạy Phật để trị liệu thì sẽ nói sau. Đó, đó là cách lễ Phật. Lễ thì mình cũng có cái gọi là ngã mặn lễ và cầu danh lễ nữa. Ngã mặn lễ như lễ mà không có kính à. Lễ mà không kính chẳng qua gì cái hoàn cảnh nó vậy, cái hoàn cảnh nó vậy mình lại thôi, ai cũng lại mình lại theo nhưng mà không có kính à. Là giờ tới cầu danh. Cầu danh là mình lại để mình thể hiện. Đó, vừa thấy đông rồi mình lại là ta tưởng là mình tôn kính Phật. Đó, nhưng mà thực sự là mình cầu danh, đang cầu danh. Bình thường đâu có lại. Thấy người mới lại thôi. Đó là ngã mạng lễ và cầu danh lễ. Đó, cái đó là hai cái đó không được. Đó, còn lại đúng ra là mình phải chân thành. Thành tâm lại Phật. Phải có cái đã biết cái ý nghĩa rồi, ý nghĩa của thờ Phật rồi, thì bây giờ lại Phật cũng giống như vậy đó, để mà được cái coi như là lợi ích thứ nhất là mình trừ đi cái tâm ngã mạn của mình, đúng không? Tâm cống cao ngã mạn đó. Tại sao mình không có được khiêm hạ đó. Mình không có được nhường nhịn cho người khác. Đó. Thì cái tâm ngã mạn mình nó nhiều quá. Mình lại này để trừ đi cái tâm ngã mạn của mình. Đó. Mình tôn kính. Này trong bữa cũng nói hạnh thừa bất kinh chưa? Cái khóa này nói hạnh thừa bất kinh. Đó. Thừa bất kinh Bồ Tát á, gặp ai cũng lễ. Kính quý ngài thì biết sao quý ngài người ta cũng tu không, cũng có phước mà nó kính lễ. Ở đây nói phương diện vậy thôi. Như là tại sao nhiều khi thầy cũng phải là lễ quý vị nữa, đừng nghĩ tại quý vị lễ thầy lễ lại. Thì cái này nói là về cái phương diện là để mình trừ được cái tâm ngã mạn của mình là chính. Rồi mà qua đây mình có thể dưỡng sinh hay là trị bệnh gì đó, cái phần đó là để mình lợi ích về cái thân đó, về tâm. Còn chính ở đây là trừ cái tâm ngã mạn là chính đó. Còn lại như thế nào thì nếu mình học mình tìm hiểu theo cái quý thầy hướng dẫn thì đã nói rồi đúng không? Năm vóc sắc đất, rồi có khi có người ụp xuống, người ụp xuống, người ngửa lên. Như khi mình không biết giờ ụp hay ngửa đó. Thì thầy ụp hay ngửa cũng được không? Ốp mà phải biết cái ý nghĩa. Ốp xuống nhiều mà buông xả, rồi xuống sủ xuống buông xả xuống. Ngửa lên làm gì? Ngửa lên hứng sinh à? Xin Phật cho con gì đó. Cái này mới nói tiếp. Lễ Phật để làm gì? Mình cầu sinh. Nói luôn. Lễ Phật để mình cầu sinh là không được. Rồi lễ Phật để gì? Lễ Phật bảo kê nữa. Đó. Giống như bảo kê cho mình được tai qua nạn khỏi đó. Vậy là như thần linh như không lễ Phật vậy đó. Rồi trả giá dù mà mỗi lần sám hối hay là tới lễ Phật thì phải bảo hộ cho con nha, mà không bảo hộ con gặp tai nạn hoài con không có lễ nữa.
Mình nghĩ vậy á, lễ Phật vậy là không được. Rồi hai lễ Phật cái mình nghĩ mình phải trao đổi mà, tại vì mình bỏ sức cho mình lễ thì Phật phải cho mình cái gì đó bù lại chứ, để được con cháu, được có thêm con cháu, con nguyện, con hiền cháu thảo, có thêm chút đỉnh tiền tài đó, mà lễ Phật vậy đó, mà đòi hỏi qua cái gọi là trao đổi công bằng, thì mình có làm việc mình có làm cái việc lễ Phật thì Phật sẽ trả cho mình. Xin thưa quý vị là không, Phật không có trả, bảo đảm luôn. Mà chẳng qua là mình làm thì tự tự mình có cái phước của mình thôi, chứ Phật không có Phật nào mà trả cho mình. Phật không có ban phước hoặc là giáng họa đó. Nên là những gì mình làm là tự mình hưởng đó, là nó qua cái cách lễ Phật. Mình biết là cái qua cái không được cầu danh và ngã mạn, hai đó không được, mình phải lễ Phật chân thật. Cái tiếp theo là lễ rồi phải không, rồi đến cúng Phật đó, cái này quan trọng. Thường thường quý vị cúng Phật bằng gì? Cúng sôi chè hả? Là cúng thì đương nhiên mình cúng là hoa quả, tại vì ngoài chợ thấy bán hoa nhiều quá là biết cái này là cúng Phật. Rồi quả trái cây, dù cái quả trái cây mà cúng Phật thì cũng phải để riêng đúng không, đó là để trái cây mà tươi tốt đó. Còn trái cây mà người ta bày ở dưới, người ta bày mà giống như là bán sạp rồi đó, đó là mình không có mua ở đất rồi đó. Đó mình nghĩ là mua cái đó là cúng tội luôn đó, cái đó là cái nghĩ gì cũng được đó. Quan trọng là cái tâm mình cúng đó, cúng Phật mình đã hiểu cái trên sự việc mình cúng. Dù mình cúng có thể mình cúng đèn nữa, cúng đèn đó. Rồi mình nghĩ là Phật sẽ phù hộ cho mình đó, được thấy đường. Mình phải hiểu cái ý nghĩa. Hoặc là mình cúng cúng nước, cúng nước cho Phật uống, rồi sau này mình có gì thì có người cung cấp nước lại cho mình đó. Mình nghĩ vậy, đó là về sự đồng ý là có phước báo. Mình cúng Phật là có phước thiệt mà đó. Quý vị có mà tin không đó. Chứ thầy tin rồi đó, mà cái đó là nghĩ đen thôi. Thì thấy nói cái phước đó thì xài cũng hết. Ví dụ giờ cái mình cúng Phật hoa quả đi đó, mình có phước mình cầu được giàu sang cũng được đi. Cái phước chứ không phải Phật cho nha, cái phước của mình cúng mà sau này cái phước nó cũng hết đúng không đó. Còn mà hiểu cái ý nghĩa mình mới xài hoài đó. Xài từ có thể qua kiếp sau mình xài nữa. Trước tiên là như có thì thường mình cúng là mình nói về bốn món này trước đi. Thấy trên bàn Phật cúng là biết rồi, dễ nhớ mà. Hoa nè, cúng hoa để làm gì đó. Có người đọc kinh Nhân Quả nói cúng hoa cho cái mặt con nó đẹp lên đó, nên con cúng mốt con đi thi hoa hậu. nghĩ vậy suốt ngày cứ nghĩ cho mình đẹp không. Mình cúng hoa mình thấy đó là cái sự vô thường đúng không, sớm nở chiều tàn đó. Với cây phù du ở cái mấy cái hoa đó sớm nở tối tàn, nên có người mà cúng hoa giả là không, cúng hoa giả nó không thấy tàn đó. Vừa lớp mình hồi đó có mấy bông hoa đó, nhưng mà giờ không có chưng lên được đó. Sợ ảnh hưởng vô cái điện ảnh là sao không có hoa, nhưng có hoa để thấy sự vô thường đó, là cái cúng hoa là ý nghĩa. Còn cúng hoa để mình trang trí đẹp thì cái đó là tốt. Còn cái nghĩa sâu xa, ý nghĩa cúng hoa là vậy. Nên khi thấy mấy ngày mà cúng hoa nhiều quá, sau không biết, nghĩ là đẹp vậy thôi. Còn như là hôm nay ở đâu trang trí hoa nè, đó trang trí thôi. Trang trí thôi chứ không phải là cúng theo ý nghĩa này. Cúng nghĩa là thấy thật vô thường. Nên không phải là mình cúng nhiều hay mình cúng ít đó. Cúng nhiều mà không thấy gì, thấy toàn là hoa không à.
thấy vui quá trời, hoa rồi bông đẹp nhất mấy ngày Tết đó. Hoa bông không rồi mình xem hoa này xem hoa khác, cái đó là ý nghĩa về mỹ thuật thôi. Còn hiểu trên cái là sự vô thường, vô thường để mình chi, để mình tranh thủ luôn, tranh thủ mình học thêm gì đó, tu thêm cái phước. Lỡ vô thượng tới sao mình có thời gian mình tu, nên mình gọi là mới có gọi là cảm ơn vô thường. Chứ mình được thấy vô thường mình sợ, nói chung như cảnh báo mình trước rồi đó. Còn người không không có biết vô thường thì tự nhiên nó bất ngờ xảy ra đó. Nó không cảnh báo cho mình biết trước đó. Là nó đau khổ rồi, còn biết vô thường là quá tốt, mình không có bị đau khổ để mình làm rồi mình biết trước, biết trước sự vô thường. Rồi qua cái cúng hoa quả, hoa quả là trái cây, trái cây thì dễ rồi, cúng trái cây để mình ăn, chứ biết cây để mình ăn chứ gì nữa. Dù giờ mình có người không dám cúng sầu riêng nha, cúng sầu riêng sao, cúng sầu riêng xấu quá không, lên mặt Phật xấu. Và thực sự cũng được đó, cho tinh thần mình ăn gì cúng đó, ăn gì cúng đó thôi. Dù mình thích ăn chôm chôm mình cúng chôm chôm cũng được đó. Chứ đừng giờ nói hồi đó giờ đâu thích ăn bơm, bơm mình đâu có ai thích, nhưng mà vẫn cúng bơm mà. Nên bởi vì là bây giờ là bơm là ở chùa rất là nhiều đó. Mình nữa là bơm Trung Quốc nữa, bơm bơm thuốc đó. Nó không có, không có héo đó. Nên ai cũng sợ ăn, sợ thôi đừng cúng, cứ đem mấy trái đó mà không ăn được cúng hoài đó. Giờ có người thấy gì cái trái Phật tử nữa, bây giờ thấy biết trái Phật tử không, cái trái gì mà nó nhưng mà không có ăn được, thầy khuyên thôi đừng có cúng cái đó, cúng mình ăn được mình cúng. Hoặc là mình nói mình ra mình mua ở phải là đồ xịn đó, đồ mắc tiền mình cúng với linh, còn mình có ít tiền quá không dám mua. Thầy cũng xin thưa là giờ mà ra vườn mình bẻ mình cúng cũng được nữa. Ra vườn mình bẻ hoặc là ai tặng cho mình với mình về mình cúng đó. Trước cúng Phật sau mình ăn mới là hợp lý khoa học không. Nói chứ đừng nghĩ là cúng Phật là riêng còn mình ăn là riêng đó. Rồi có thể mình cúng thêm nước, cúng nước để là mình thấy gì đó. Để trong sạch đúng không, thấy được thì trong sạch soi vô nước đó. Phản chiếu mà liền đúng không đó, thấy được sự thanh tịnh liền đó. Ý nghĩa cúng nước rồi gì nữa, cúng nhang đèn để nói sao, rồi hoa quả nước đó. Rồi quy cúng gì nữa, có cúng cơm không? Cúng cơm cũng được, cơm là gọi là tượng trưng cho cái gọi là ngọc đó. Cái ngọc của đất trời đó. Thì mình cúng lên cũng được rồi. Đó là cái gọi là cái ý nghĩa các cái vật thật theo gọi là sự đó. Sự là cái hình thức, còn theo theo lý đó, lý là cái gọi là cái ý nghĩa, cái gọi là cái đúng của nó là cúng dường năm cái hương đó. Nãy là theo sự việc bên ngoài thôi, mình cúng mình thấy rõ ràng rồi có ý nghĩa. Con này là đúng theo cái năm cái hương này. Dù thường thường quý vị nghe thường nghe đó, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương đó. Nghe năm cái hương này mà quý vị đâu biết năm cái gì đúng không? Giới hương là hương gì? Hương đạo đức. Giới hương là hương đạo đức, giữ gìn đạo đức, tăng trưởng đạo đức đó. Chứ không phải là răng cấm nha, đừng giới nơi giới răng cấm không được. Rồi tại vì định hương định là thiền định đó. Quý vị học bài tứ gì thức giác di đó, đó ngồi thiền theo tứ niệm xứ đã học rồi, chắc chưa ngồi. Hôm nào chủ nhật về chùa ngồi
Chủ nhật khóa tu nào cũng có ngồi thiền mà, định hương, rồi tuệ hương, huệ hương á, cái huệ, tuệ là trí tuệ á, đó là chánh kiến ngay trong bát chánh đạo mình. Rồi nó là cái gì? Trí tuệ phải có văn, trí văn, trí tư và trí tu, nghe, nghe rồi tư duy, tu, đó. Rồi giải thoát, nghe giải thoát hết hồn, giải thoát, rồi cởi trói, cởi trói cái trói buộc của tâm, những cái phiền não, những phiền phức của tâm, xả bỏ đi, đó. Rồi giải thoát và giải thoát tri kiến hương, tri kiến là cái biết, mình biết, mình biết cái phần nào mình cần nên giải thoát đó, là mình đi hai con đường đó. Mình biết không thể nào giải thoát hoàn toàn được con đường giác ngộ, mình chọn con đường hạnh phúc, rồi tri kiến, biết giải thoát tri kiến hương đó, nên là nói là năm cái giải thoát này nó cũng dễ quá. Chứ mấy vị mà nghe nói thắp nhang, thắp nhang biết thầy đọc vậy đó, nhưng mà không biết đây là đang nguyện cho Đức Phật, để Đức Phật bảo hộ cho mình, cho mình được tai qua nạn khỏi, cái đó một phần thôi. Còn được biết cái năm cái hương này là vậy đó. Rồi cách đốt nhang, đốt nhang là nằm trong cái thờ Phật rồi đúng không đó. Rồi đốt nhang là phải lấy cái hương ra, là đang nói cái hương nè, lấy hương mình chỉ để vài cây thôi, chưa để nhiều như mấy cái vị miền Bắc là nó dễ dễ bị cháy. Hồi đó có cái mấy cái chùa cổ, chùa gỗ gì đó nó bị cháy hoài à. Đó. Nghĩ là Phật gia hộ mà là chùa, nghĩ thôi có hộ pháp gia hộ rồi thắp nhang vậy đó, rồi bữa mà lễ hay Tết gì đó cháy luôn mấy mấy chùa luôn đó. Ở Thủ Đức rồi ở đâu, ở đâu ở thành phố mình này, ở trên mấy cái quận này đây lâu rồi, cách đây cũng lâu rồi, cách đây cũng 10 năm rồi, tại chắc lúc đó chưa có phòng cháy chữa cháy hay sao, chưa an ninh phòng cháy nên là rất là nguy hiểm không đó. Mình thắp nhang là phải cẩn thận đó, chứ mình ý y cái gì cũng nghĩ có hộ pháp nọ là đổ thừa trách nhiệm không được, phải an toàn phòng cháy. Đó là cái về cái hương, năm năm cái hương. Rồi chưa quý vị hình dung được cái cách thờ Phật, cúng Phật và lễ Phật chưa? Đó thì như đã nói là quý vị không cần phải nôn nao đó, cái gì cũng có phần đó. Ta nói có phước có phần, không cần gì lo đó, để đi lại cái slide cho quý vị xem đó. Rồi cho quý vị đặt câu hỏi. Từ nãy giờ cái này nó cũng không có gì để mình xem luôn đó. Giờ anh dợt qua một cái để mình nắm lại thôi. Chứ cái cúng Phật, thờ Phật, lễ Phật và cúng Phật thì cái đó là ai cũng nắm coi như là hết 70% rồi đó. Còn các cái phần còn lại là để mình hiểu thêm đó. Nó còn nữa nha, nhưng mà chưa có triển khai kịp thôi. Mình nói cái này, nói về cái mà chỗ mà tượng Phật nè, là mỗi ngày nhìn tượng Phật nên nghĩ nhớ đến đức hạnh cao cả của Ngài mà chỉnh đốn lại thân tâm mình để cải thiện cái cách ứng xử đó. Cái này nãy cũng nói rồi phải không? Còn quan trọng là cái cách rước Phật về, rước Phật về như thế nào. Nói trên này trong cái phần ứng dụng cho quý vị biết thêm. Thì quý vị rước về cái gì làm rồi, nó rước thì chứ mình đi thỉnh về không, đi thỉnh vì khi mình dùng từ mua thì nó không được đúng không, nó mua nghĩ được, nhưng mà dùng từ thỉnh, thỉnh về thì mình làm cái gì đó. Cái tiên mình làm cái lễ ăn vị không đó, giờ cúng kiến gì đó tùy theo khả năng, dù có tiền nhiều làm nhiều, có không có thì mình thắp nhang cũng được nữa, cúng nước đó. Không có hoa quả mình cúng nước vẫn được đó, rồi mình cầu nguyện đó. Cầu nguyện Phật, con đã thành tâm thỉnh Phật về, đọc ngày tháng năm sinh càng tốt, ngày tháng năm thỉnh về đó, rồi an vị làm lễ, còn có chư tăng càng tốt. Dù ai thỉnh Phật mời thầy tới, thầy tới tụng thầy kinh cho quý vị đó. Như
tụng thời kinh gì ngắn ngắn thôi, dù kinh Phước Đức như vậy ngắn ngắn thôi, chứ nhà mình đừng có lễ làm kinh kệ đồ nhiều quá, nó không hay. Còn thời gian còn lại để mình tiếp xúc, để mình có cái phần trao đổi chứ. Giờ cái ngày sau thời gian mà mình không thích cái Phật đó nữa, mình đổi cũng được nữa, không có gì tội á. Đâu có gì không? Đổi tượng khác cũng được nữa. Hay là quý vị lỡ thờ Thánh Quan Công hay Ông Địa gì đó, đâu quý vị cởi lại, quý vị đổi ông thần tài khác. Thần tài đẹp hơn. Không được nha, không nên đổi. Thôi cái này là làm dịch lễ, còn tượng không thờ nữa. Dù mình không muốn thờ nữa mình đem vô chùa. Nhưng mà phải biết cách xử lý phụ bớt chùa. Chứ vì ai cũng về chùa không có chỗ chứa. Dù tranh á, dù tranh này quý vị không ấy nữa, vì cái mạnh dạng đốt đi. Từ cái tranh này cũ rồi, nó mục hư rồi, mạnh dạng đốt. Nói chứ mà cái tranh này dễ xử lý quá, đưa lên chùa. Hoặc là cạo lớp sơn đi. Nhưng mà cũng hơi cực. Rồi ráng chịu khó, muốn Phật mới mà đó. Rồi mình dùng ai gì đó rồi thành cái tấm kính đó thôi rồi bỏ. Không còn Phật nữa. Rồi còn mấy cái tượng mà cũ thì mình tặng ra cho những người nghèo cũng được. Hay là cái người nào thích thì tặng lại, mình thỉnh tượng mới. Mình có nhu cầu thì mình thỉnh tượng. Đó là cái cách là rước Phật về, làm lễ ăn vị xong rồi mình không thờ nữa thì mình những cái phương pháp đó. Còn có thắc mắc gì nữa thì liên hệ với quý thầy để quý thầy xử lý cho quý vị. Nhưng mà cái tinh thần mình phải hỗ trợ. Có người ta thả xong nằm dưới thì nhiều cách lắm, mà biết sao mình cảm thấy là nó hợp lý thôi, nó không có tội. Còn tế lễ Phật ứng dụng thờ Phật là làm lễ phải ứng dụng cái lại là như nãy nói là ngày xưa phải không, đệ tử cúi xuống ôm chân Phật và đặt trán mình lên chân ngài để tỏ lòng tôn kính. Cái Ấn Độ vậy đó. Còn mình không có nha. Này đang nói văn hóa Ấn Độ. Cử chỉ cúi xuống ôm chân Phật vẫn tiếp nối tới ngày nay là của Ấn Độ thôi. Đó, còn mình thì mình lại cách chỉ rồi đúng không? Nông vút sắc đất ngửa lên. Còn mà về cái lại Phật thì có một bài riêng nữa. Rồi về cách phải diễn đúng không? Phải đứng lên sao rồi lại phải diễn cái bài đó, quay một cái clip riêng. Đứng như nào, gõ cái chuông lễ xuống như nào. Ở quý vị mà lại gì cái Hàn Quốc gì đó, ở Chủ Nhật thì thầy cũng hay hướng dẫn quý vị lại. Còn biết cách thì vô cái buổi chiều đó lại Phật. Biết cách để mình lại cho nó đẹp. Rồi cúng Phật, tới cúng Phật cái ứng dụng cúng Phật. Cúng thì tứ vật dụng, mình thường nghe cúng dường tứ sự. Như cái mùa an cư này mình dùng mà tứ sự cúng dường, đó là như là vật, các vật dụng như cơm nước rồi y phục quần áo rồi đó, y áo rồi thuốc men đó, những cái tứ vật dụng mình cúng dường để bảo hộ cho chư tăng ha. Là cái đó hồi xưa tới giờ cũng còn, thời Đức Phật thì gọi là tứ vật dụng, Đức Phật cho phép sử dụng cái đó. Và tới giờ mình cúng là để bảo trì cho tăng đoàn, chứ không cúng thì mất công phải đi khất rất mất thời gian, rồi không có thời gian để tu học nữa, thời gian để nghiên cứu biểu tượng. Cúng vậy thì mình để mình gieo duyên đó. Đúng không? Gieo duyên. Hồi xưa thì Đức Phật cũng tinh thần đi khất rồi để gieo duyên cho các vị đó. Gieo duyên cho các vị đó để sau này mình có cái gọi là vị đó về làm đệ tử của mình, ví dụ vậy đó. Có một chuyện vô cái ông này. Cái ông này cũng không có đệ tử.
ông có đệ tử, nhưng mà giờ giờ cái ta chỉ ông cách dụng, bây giờ ta chỉ ông cách là giờ lấy mấy cái thức ăn của ông, thức ăn thừa hay gạo gì đó, trong trong của ông có, ông cho mấy con chim này, bầy chim này ăn để giao duyên. Cái ông làm cái kiếp sau vô ông tu, cũng làm hòa thượng, thì mấy cái người theo học với Phật tử rồi chưa tặng là mấy cái con đó tái sanh lại. Không chuyện vậy đó. Ở đó thầy cũng bắt trước, tự chim giờ đây ít, thầy lâu cũng ra thì cho mấy con chim ăn và cá nữa. Ví dụ ở ở cái gì chuồng cột ở Sóc Trăng á, có mấy cá coi á đó, đó. Cho nó ăn để gieo duyên. Gieo duyên cho nó ăn. Mà cái loại cá này là gì, nó như là nó khó nuôi á, nó phải chăm sóc kỹ. Nên mấy con này mà nó làm đệ tử mình là mình cũng nuôi nó khó giống vậy. Còn mấy có con mà dễ nuôi thì cái nào cũng vậy à, càng mình bỏ công nhiều thì mình có cái gọi là thu hoạch lại nhiều thôi đó. Có phương pháp đó nha, phương pháp đó là để. Còn Đức Phật thì đi gieo duyên đúng không, đi tới nhà này nhà kia để gieo duyên cho ta cúng, để sau này có cơ hội có cái duyên gặp lại làm đệ tử hay là Đức Phật thuyết pháp đó. Là cái chỗ là gieo duyên để rồi cái gì đó cũng có phước báo nữa, cúng dường cho cái bậc chân tu là có phước đó. Mình nói tùy theo cấp độ nhưng mà đừng có so sánh, rồi cứ cúng đại, đừng nghĩ thấy phải chọn cái gì mà tu ngon lành đúng không, phải coi. Còn mấy vị tu như mới tu qua mình không cúng, tu cúng cứ cúng đi, đừng có suy nghĩ trên trên tinh thần này, đó là cúng để gieo duyên. Rồi đó là ba cái ứng dụng của về tâm bảo. Còn có cái này nữa, nhất là cúng cúng Phật là ý nghĩa là cúng tam bảo là pháp tăng ha. Này là nói duyên lành rồi, pháp đó là mình phải phi dịch kinh điển đúng không, dịch kinh đó. Dịch kinh rồi ấn tống rồi đây dùng từ xuất bản dữ à, dịch kinh ấn tống rồi chia sẻ, giờ gọi là chia sẻ pháp thoại á. Dù giờ lên đang lên điện thoại xem YouTube đúng không, à, Facebook đó, mà thấy hay quá mà share lên cái, share vô Zalo người đó, share lên group một cái, đó là vẫn có phước. Chứ giờ đâu còn cái thời mà như cái đĩa khoảng đây 10 năm về trước, 20 năm về trước rồi có mấy cái đĩa luôn. Mà phải mua nha, mấy đó phải mua, giờ không có tốn tiền nữa. Chỉ cần ẹt cái là nó qua bên kia đó. Nên mình nó dễ hơn. Mà cũng có phước giống vậy. Cái đĩa chưa chắc gì mình đưa ta nghe liền đúng không? Về ta phải bỏ vô nhiều thứ. Còn này đưa qua cái bóng lên nghe liền đó. Không có thời gian thì tiếp tót cũng được, tiếp tót là nghe 5-3 phút cũng được. Vì sao người ta hiểu cách lạy Phật rồi sao cũng được rồi. Rồi diễn giảng Phật pháp nữa, diễn giảng mình không biết diễn thì mình sẽ vậy đó, còn biết thì mình nói. Như học xong bài này biết cách thờ Phật của mình, tới nhà mấy vị đó mình nói, mà ta coi như là người ta chấp nhận nha. Chứ còn như mà tài lâm mình vô ơi đổi Phật này không được, nhưng bữa học bài dân sư đó, Phật dân sư không được, tôi là chỉ thích Phật Thích Ca thôi cũng không được đó, nên tinh thần vậy. Còn người ta thờ Bồ Tát Quan Âm không, nói trời anh Phật tử anh phải thờ Đức Phật chứ, nhưng mà ta không thích thờ mình cũng đâu bắt được, không thích thờ người ta để người ta, ta có cái phương pháp khác, như ta trang trí nè, ta treo tranh hay gì đó tùy, ta để cho nó bàn học. Nghĩ sao là ta thấy thực Phật, quan trọng là cái tâm đó. Nghĩ sao mình nhớ được Phật thôi. Rồi phi dịch ngoại địa kinh điển ngoại ngữ đó. Phải biết ngoại ngữ đó, nên phải học tiếng Anh
đó, tiếng Anh rồi tiếng Bali, văn học Bali đó, biết mấy cái đó. Có cho anh em được chưa? Anh em học cái gì nữa? Ủa, hai này giống nhau. Rồi, rồi kết luận cái để cho quý vị hỏi ha. Lợi ích của sự thờ lại và cúng Phật thì nó là, đây nó là tỏ lòng tri ân sâu xa. Đó, thì cái này quý vị đã hiểu rồi. Kết luận là như chốt lại những gì mình nói thôi, chứ không có gì mới. Cái này noi theo gương của Đức Phật. Đó. Này, chốt lại là tiếp là thờ lại và cúng Phật thành tâm thiện chí và đúng ý nghĩa sẽ đem lại lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đó là câu chốt lại. Rồi lợi ích nữa là gia đình được sau ảnh hưởng tốt lành, nghiêm chỉnh, lễ nghi hòa thuận. Đến lúc lâm chung thì nhờ nghiệp lành này được tái sanh về cõi lành. Cái này là cái mình phát được cái tâm chánh tín đó. Rồi nhờ qua thờ Phật, cúng Phật, lạy Phật đó. Thì biết là này nói là Đức Phật là bậc toàn giác đúng không? Là thầy của trời người đó. Này, thầy của trời người, bậc y vương. Bữa anh học bài Hạnh Quả Dương Sư đó, cứu đời, cứu cho người bệnh nhân đó, đoạn các nguyên nhân đau khổ của chúng sanh đó. Nên mình phải kính trọng và thân cận tăng đoàn đó. Thân cận là vậy nha, chứ vì thân cận vũ thầy ra chơi hoài là không được. Thân cận là mình có cái học hỏi rồi trao đổi, chứ nó của thầy nó mới kêu thân cận mà. Rủ về nhà chơi một buổi nấu ăn rồi thì cái đó cũng được, nhưng mà mình phải xem cái phần nào là quan trọng đúng không? Học này quan trọng rồi, muốn mình sẽ tìm như ăn uống sao cũng được đó, hay là các cái cách nghi thức sao cũng được. Mình phải biết cái quy y đúng không? Quy y thì trong cái đó nó là không thờ tà thần quỷ vật, thì cái đó đương nhiên là ai cũng chưa hẳn là áp dụng được. Có thể biết trên trên cái là không ai áp dụng được. Thì cái này á là mình phải coi, nhưng mà cái thứ hai là tốn kém nữa. Đó. Thí dụ nó không ảnh hưởng kinh tế mình có thể còn nói được, chứ giờ nó ảnh hưởng kinh tế nữa, nó cũng tốn hết mấy triệu đúng không? Đó. Rồi cái đến đó là mình không tin cái gọi là nhân quả. Đó. Không tin Đức Đức Phật thì đồng ý là không ảnh hưởng rồi đúng không, nhưng mà việc cái chỗ này là nhân quả nữa. Mình không biết làm ăn được đó là do mình bố thí đó, cúng dường gì đó, là nãy có chỉ phương pháp cúng dường để mình gieo duyên mà, đó là mình sẽ được giàu sang đó qua phương pháp giúp đỡ người nghèo đó. Còn ông thần tài này là không có giúp cho ai được cái đồng nào đó đó, phải hiểu như vậy trên tinh thần vậy. Mà thầy khẳng định luôn á, làm sao ổng có đủ mà cái khả năng ổng cho quý vị tiền bạc đó, không bao giờ có. Giờ họ không có ông thần nào mà coi như là cho ai một cái gọi là cái sức mạnh hay cái gì đó, sao ông dám cho được, ông làm trái quy luật sao? Cái sức của người ta đang yếu, dù gì đi sức khỏe ta đang yếu, giờ người ta cũng cầu bệnh tật, sao ông đủ dám ông cho cái năng lực, cái ông cho sức khỏe là được, ông đâu dám. Đó. Nên bây giờ mình thờ là thần tài là cũng vô ích đó. Rồi mình thờ thần linh để mình cầu sức khỏe được bình an cũng vô ích, sao ông dám bảo hộ được. Coi như là mình coi như cái người đó sắp bị tai nạn gì đấy đúng không đó, ông dám vô ông ấy không, ông dám vô ông che chở rồi, ông làm như là trái với lại cái luật tự nhiên, cái luật của cái kia là thiên mệnh của ta, phải thiên mệnh lâm trời, mà cái lực tự nhiên cái vậy đó. Mình không thể nào là làm trái được. Đó là cái này là chỉ thứ nhất là củng cố lòng tin đó. Củng cố cho có cái tin tưởng vào nhân quả đó. Nên rồi cái đến là mình phải biết là
Đức Phật hay là bất cứ vị thần nào cũng có thể ban phước giáng họa được cho ai. Nếu mà mình nghĩ gì là tất cả gọi là tà kiến hết. Thật sự nói vậy. Nếu mà nói là tà kiến đó, cũng có. Thận độ là tà kiến là sao? Có cái gọi là thường kiến, đoạn kiến đó. Tin vào Thượng Đế, Thần Linh đó. Rồi chết không có tái sanh nữa. Đó, chết không? Mình cũng học về mấy cái đó rồi. Mốt lên mà nâng cao học triết học thì kỹ hơn đó. Học mình biết đó, cũng phải tin. Vì khi mình học mà không tin nữa là nó không có áp dụng được đó. Còn muốn chỉ cho người ta là khó đó. Quan trọng là mình tin, mình không thờ. Còn chỉ em anh em tùy theo cái duyên của người đó sâu cạn đó, để có cái mình nhắc nhở vậy thôi. Như quý tử vậy, thầy nói nãy là thầy nói là không nên đâu, không chứ thầy đâu sao dám cấm được, lấy quyền gì cấm. Khuyên vậy thôi, quý vị muốn thờ thờ, chứ muốn thờ thần tài thổ địa ông táo gì tùy quý vị. Nhưng mà cái này gọi là trên tinh thần là khuyên quý vị là không có nên thờ đó. Trong cái quy y là không thờ thiên thần quỷ vật, không còn giờ các giới cấm là coi quý vị nghĩ sao? Là con cố gắng tránh xa sự nói dối mà, đúng không? Chứ đâu nói là cấm cái gì nói dối. Cố gắng tránh xa, không có răng cấm, đạo đức mà. Còn mà nói mà trong cái gọi là quý vị hiểu cấm này không phải. Cái nghĩa đen của ta là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, đó là cái nghĩa đen nó vậy. Còn phải hiểu cái ý nghĩa là không trộm cắp là cái gì. Đó là bảo, coi như là bảo hộ từ tài sản, động sản, đến bất động sản cho người khác đó. Mình không có lấy của người ta đó, là cái của mình hưởng đó, cái tinh thần vậy. Cái thời mà Pha La Ông đó, phụ ông Ai Cập cổ đại đó, đó là có cái phong tục là cái người dương gian này đó, thì coi như là cái dương gian là cẩu tạm thôi, chỉ có cái âm phủ là cái nhà của mình đó. Rồi qua Trung Hoa nó cũng có khái niệm gì nữa đó. Trần gian là cõi tạm, nó vậy đó, chỉ có địa ngục là nhà, không phải cái nơi mà trốn âm phủ đó, cái khái niệm vậy. Nên sống rồi mấy cái vua pha ông đâu có lo xây dựng nước nhà đâu, không cứ lo xây tháp đồ cho mình, không rồi kiên cố, rồi tất cả những cái đó là chết đem theo, rồi đốt thiêu người hầu theo, giết người hầu theo, mấy cái người mà mấy cái bà cung phi mỹ nữ cung tần mấy vật của ổng đưa vô tháp hết, để cho ổng nghĩ là ổng xuống dưới ở đó ổng xài được đó. Đó là ổng cũng mấy ông vua đó còn tà kiến thôi. Rồi qua cái Trung Quốc thì nó đỡ hơn, thì nó đốt thôi, nó cũng dựng lên đốt, rồi nghĩ xuống ông phủ xài đó, mà nghĩ sao mà xài được, rồi đốt rồi nó nát hết rồi, để nguyên chưa chắc xài được nữa, để nguyên ấy rồi nó đốt đó. Nên giờ cái đời cái gọi là tà kiến. Mình cũng có quyền trăng á, quyền trăng đưa qua cái ông vua mà bên Chiêm Thành á, ông đó là gọi là theo cái phong tục của mấy cái loại đó là bắt quyền trăng phải chết theo, phải đốt thiêu theo đó, mới khắc chung mới qua cứu về đó, cứu cái chuyện. Còn cái chuyện mà mình coi nghe cái lương mà quyền trăng khắc chung cái nó lãng nhách là không phải. Cái hay là mình biết được cái tà kiến của mấy vua đó. Chiêm Thành đó, nó qua là ở đó thì thương lượng đàng hoàng là Phật vua Trần Nhân Tông là gả con đó, đưa về đó giao cho ổng, rồi ổng chết thì theo phong tục mấy ông kia làm theo, rồi muốn là cho quyền trang chết theo, tự vợ mà đó, muốn là đốt theo đó, nghĩa là cứu về. Đó là cái tà kiến của những cái gì mà vua chúa đương thời đó. Là nói chung là mình phải củng cố sau để đừng có bị tà kiến nữa đó, phải tin đó. Như thầy là chức khoát là thầy không có tin, còn muốn đốt thầy cũng không cấm, sau biết sao đừng có tác hại tới người khác được rồi đó. Đốt cái chừng môi trường ô nhiễm quá người ta vô ta phạt dán chịu thôi, chứ mà nó phải đốt cháy này nọ, là muốn đốt sao đốt. Cho tinh thần là đừng có tin những cái đó. Rồi có mấy bạn nào trẻ trẻ đặt câu hỏi rồi đi đó. Mấy cô
chung với cô sống trong nhân gian lâu năm bị ảnh hưởng thôi đó, còn nó cũng như thành cái tập quán chủng tử rồi biết cái này là đó cũng là cái nghi thức thôi. Nó làm cho tôn trọng vậy thôi, còn khai quang hay không là do mình đó. Khai quang về mà mình không có thờ ông kính thì cũng vậy, còn mình không khai quang nhưng mà mình kính trọng đó, như tượng thầy đem về thầy có khai quang đâu đó, nhưng mà vẫn kính, thầy vẫn sử dụng được, vẫn lại Phật được đó. Còn trên khai quang là để mình có nhiều gieo duyên nữa, bây giờ hiểu không? Thì bây giờ bạn có tượng Phật đi đó, thì đưa cho thầy khai quang mà thầy có khai gì đúng không? Rồi thầy nói vài cái ý nghĩa của tượng Phật này như thế nào, rồi chất liệu như thế nào, rồi thờ sao, rồi Đức Phật nói những gì, cái gì vậy đó. Đó là cái gieo duyên, là cái thứ nhất. Cái đó là phong tục của nhân gian thôi. Đó. Như thánh thần cũng phải là Phật nữa, ông địa cũng vậy nữa. Phải đến chùa phải đưa vô, mà phong thủy nó dạy vậy mà. Đưa vô chùa khai quang, không những Phật mà các cái pháp khí đồ. Đó, phải đưa lên là khai quang để trì, có cách như trì chú rồi đúng không? Khai quang trì chú. Còn đúng ra mình khai quang á là chi, là mình để cái tượng Phật á cho đại chúng người ta tụng kinh vô. Đó, cũng gieo duyên với đại chúng. Ví dụ giờ bạn muốn khai quang cái tượng nào không? Thì bạn đem cái tượng đó lên đây để đây mình nghe giảng xong mình đem về, cũng là một cách khai quang. Bạn hiểu ý nghĩa không? Hay là mình xuống chính điện á, mình để trên chánh điện, mà chánh điện không thích coi như là không cho mình để á, mình để kế bên mình cũng được nữa, mình tụng kinh xong mình đem về đó. Còn nhiều người thấy á, thì cái tượng Phật của mình còn cái giá trị đó, có cái gọi là như là tại sao cái tượng Phật ở chánh điện hay tượng Phật Quan Âm á đó, mình thấy nó màu nhiệm luôn, tại nhiều tác động nhiều cái gọi là cái tâm thành kính vô cái tượng đó đó, nên cái tượng trường ở đó rất là linh thiêng. Còn mình thấy cái tượng khác như ở trần đây nó có bán cái tượng to thì to đó, nó cũng giống như tượng mình đó, cái chỗ này là cửa hàng nè, mình nhìn vô đâu có linh thiêng đúng không? Tại sao các cái chùa có cái tượng ở chùa lại là linh thiêng? Đó là nhiều nhiều vị người ta đã tôn kính, người ta tác động lễ bái rồi đó, nên cái trường năng lượng nó rất là cao đó, nên mình thấy nó linh thiêng. Thì khai quang cái gì đó, cái ý nghĩa là hiểu đó, khai quang là làm sao cho nhiều người kính cái tượng Phật của mình đó. Như cái tượng Phật này của lớp nè, đó là nó là cũng gọi là một cách khai quang đó. Rất là nhiều vị kính cái tượng Phật đó, nên bây giờ là ý nghĩa là vậy, cái từ trường của nó rất là nó tỏ ra. Như cái tượng này hồi khóa trước thì đâu nhìn đâu có linh thiêng đâu đó, từ khóa đầu khóa này thấy nó linh thiêng rồi đó. Quý vị nhìn thấy linh thiêng không đó. Cái mới thỉnh về thì chưa đó, thỉnh về biết khóa mấy thì thầy ra mà thầy thấy có cái tượng Phật này rồi đó. Là mình phải hiểu cái ý nghĩa khai quang điểm nhãn là vậy. Còn các cái khai quang là hình thức thôi, hình thức thì có nhiều bí thức lắm, như mỗi thầy có một cái nghi thức khác, người tụng chú, người tụng kinh, người niệm Phật gì đó tùy đó. Thế này cũng có lòng tin thôi để cho có cái đảm bảo. Còn lễ ăn vị á cũng là cái nghi thức, thầy nói tất cả là cái nghi thức hết đó, là còn có mà cái tâm của mình mới là chính đó. Không phải mà thỉnh tượng Phật lớn nhỏ hay là gì là nó linh đó. Mà cái khai quang điểm nhãn được mình lên là do cái đồng thành của mình càng nhiều á thì tượng Phật nó càng lên đó. Mình kính cái tượng Phật đó thì tự nhiên cảm giác cái tượng nó rất là linh đó. Nó thành cái gọi là cái giống như là bồ hộ mệnh luôn đó. Tại sao mà cái người này lại là lấy những cái tượng Phật đó, cái tượng Phật làm cái chỗ mà an trú đó. Như trên bàn Phật mình không, Phật mình cái mà đi đâu á, mình thấy gì bất an cái mà tới ngay chỗ mà mình hay mà lễ lại á, hay mà tụng kinh hay gì đó, cái nhà mình thôi á, chứ đừng nói chánh điện thì nó quá rõ rồi không. Mình tới đó mình thấy cảm thấy nó an lành đó, nó được cái sự gọi là bảo hộ, là cái trường năng lượng của đó. Còn không phải là Phật ban phước giáng họa đâu, mà gọi là trường năng lượng đó, hay là kết nối, rồi hồi nãy là cái kết nối tâm linh đó, đó là cái sự cái tâm của mình nó có cái thành kính. Rồi
Nếu mà mình không mình muốn khai quang nữa thì mình có thể là gửi cho cái bây giờ mình có hoa quả gì đó để nhà đó, mà tự mà tụng kinh thôi, mình niệm Phật gì cũng được đó. Tụng kinh niệm Phật mình không có cơ hội như mấy người ở miền sâu miền xa đâu có cơ hội mà làm lễ, đâu có chùa đâu mà đem đến đó, thì tự họ như thầy á, thì cũng đâu có khai quang gì đâu, tượng của thầy là tự thầy lễ bái thầy tụng kinh thôi đó. Và theo là cái tượng của mình nó nhìn nó màu nhiệm đó, tại do cái lúc mà mình thỉnh đó, mình thành tâm tôn kính Phật, từ đó cái năng lượng nó truyền vô thì cái tượng linh, chứ không phải là do có nhiều tượng xấu phải đẹp nha, như cái tượng Phật mình xấu đâu phải tượng đẹp đâu, còn có nhiều tượng như tượng Ngọc Bích đồ, thấy không, mấy cái tượng mà ở Trang Nhã bán hay là những cái phòng phát hành nó bán tượng rất là đẹp đó, mà nhìn vô nó không có linh thiêng, tượng đẹp rồi chưa qua được cái những cái là tôn kính rồi chưa được đảnh lễ, chưa nên chưa phát huy được cái tượng, rồi chưa nói tới cái người mà tạo tượng, dù cái người này ta tạo tượng mà ta có cái tâm nữa nha, nó khác đó. Tại sao với cái tượng ngày xưa mà nó thấy nó linh thiêng thi măng đó nha, tại chính người ta tạo mà. Người ta tạo hoặc tượng vẽ, tranh vẽ là dễ thấy nhất, ta vẽ cả ngày đó, ra bức tranh thấy còn linh thiêng, còn giờ đa số đúc không à, đó, đúc đúc vừa ra đó. Như cái tượng ở dưới của mình đó là tượng mấy tượng cũng đúc ra, còn mà làm ra mà nắn thủ công mà nó còn công phu nữa đó. Nhưng mà quan trọng là cái người nghệ nhân đó, người ta tạo tượng như thế nào nữa, là có hai yếu tố. Còn như thỉnh thỉnh cái tượng cái Phật xấu quá thì mình đổi đó, mình trả lại hay mình đổi cái tượng đẹp hơn đó. Nhất về thẩm mỹ, thứ hai về cái tâm linh đó, để nó có được cái niềm tin cho mình, chứ mình vô mình thấy cái tượng Phật xấu quá mình cũng phát tâm mình tới chùa. Nhiều khi cái tượng Phật á đó, đó, như thầy thầy thế hồi đó thầy thích tới chùa á, là do tượng Phật đẹp đó, thầy ngắm Phật vô ngắm, có ai làm gì làm tới chùa thầy lên cái chỗ chánh điện tụng kinh, thầy cũng muốn tụng nữa, tại vì có biết gì đâu mà tụng thử rồi, thì ở đa số mấy chùa tụng pháp hoa mà tụng xong có hiểu gì đâu, nên cũng không hết đó. Còn lại thấy người ta lại nhiều quá mình cũng không biết để lại lại làm gì đó, nên thôi kệ người ta lại mình lại, còn quan trọng là thầy thấy cái tượng Phật đẹp, vô thấy tượng nào cũng đẹp á, nhất là tượng mấy tượng bằng đồng linh thiêng. Hồi đó như có mấy chùa Vĩnh Nghiêm rồi nè, tới giờ tượng gỗ nữa. Đó, từ mà qua cái mà tượng đẹp là nó làm cho mình có niềm tin, như tượng Phật chùa mình đó, ở dưới chánh điện đó, ai đến cũng thích đó. Cái người mà ta làm ra cái coi như là người ta kiến trúc được cái tượng này đó, đó là có cái gọi là cái lòng thành lắm đó. Tài năng này chưa nói, tài năng là một phần thôi, rồi phải do cái tâm thành người đó nữa, gửi vô nữa, hai cái nó mới là khế ứng được. Rồi qua qua cách mình coi như là lễ bái nữa đó, thành tâm lễ bái qua bao nhiêu đời. Ví dụ mà mấy cái tượng mà mình thấy mấy cái tượng mà để lâu năm, mấy trăm năm hay là hàng ngàn năm, rất là linh thiêng luôn đó. Mình tới chỗ đó là mình ớn liền, như mấy trong mấy cái động rồi đó. Là mấy mấy cái gì mà trong đó không phải là đơn giản, ta tạc tượng rất là khổ đó, thì trong đó đâu phải là dễ, như mình có đủ điều kiện đúng không, còn mấy gì trong đó là không có điều kiện mà ta tạc được, từ đá mà ta tạc được ra cái tượng đó. Còn giờ mình thấy mà gỗ gỗ đó, là ta khắc đó, nhưng mà chưa hẳn, ta làm về kinh tế mà, như ta lấy cái đó làm cái kế sinh nhai cũng chưa hẳn là được đó. Vì cái gì qua là gọi là cái dùng cái đó cái sử dụng khác rồi đúng không? Ta dùng cái đó làm kế sinh nhai rồi, còn người đó là như các bạn đến đây học đóng phí là nó khác đó. Còn học nó gọi là của cái sự gọi là tôn 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 kính pháp là nó khác nữa đó. Nhưng mình làm gì mà nó có như là trao đổi đó. Dù tôi bỏ cái này ra rồi nó phải trả lại tôi, vậy là nó công bằng thì chưa đúng, còn này phải làm bằng cái là cái tâm gọi là bây giờ cống hiến phụng sự dấn thân đó. Thì cái đó mới là nó mới là còn mãi với mình.
Còn mình làm mà như là để mình kiếm thu hoạch đó, mình nghĩ có thu hoạch đó, thì cái đó mình sử dụng nó sẽ sử dụng hết. Còn cái mình dấn thân là còn hoài đó. Như giúp bạn á, là mình làm cái việc gì á, mình làm cái gì mình có cái thu hoạch, có lương hay gì đó, thì cái đó thì nó không bao giờ nó trường tồn mãi được. Còn mà việc làm của mình nó mà không có cần đền báo đáp gì trơn, nó sẽ trường tồn đó. Mấy cái trường hợp đó chứ là sợ có. Dù mình làm như công quả đi, công quả cho chùa, chỉ cho chùa mới có cái đó thôi, chứ mấy cái khác thì người ta không có đó. Đó, công quả, nhưng mà cái đó lại là trường tồn. Tại thấy mấy gì mà làm công quả là ta vô ta xả rác ta cũng thấy tội lắm, đúng không? À, thầy đi mới lao thầy đi thì không biết sao luôn. Ta công quả mà đó, ta đang lao vậy mình không nở, mình bước đi không lẽ đứng lại hoài đó. Nhưng mình coi như có cái tâm rồi là đem những cái gì là tốt lành nhất gửi cho cái những cái gì đó, mình có cái tâm vậy thôi. Quý vị hồi hướng để mình kết thúc cái bài. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.